Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn lớp 10 sẽ được công bố vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 7, sớm hơn một tuần so với dự kiến. Theo đó, các cán bộ phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của sở đã và đang làm việc tốc lực, bất kể giờ giấc để có thể công bố điểm chuẩn trong thời gian sớm nhất. Trước đó, sở đã công bố điểm thi của hơn 98.000 thí sinh vào hôm 19 tháng 6. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn Toán, Văn, Anh, mức nhiều em đạt được nhất là 17,75 điểm, hơn 1.900, chiếm 2%, cao hơn năm ngoái 1,5 điểm. Số thí sinh đạt mức điểm trung bình khá tăng. Nhóm đạt từ 11 đến 15 điểm và 15,25 đến 21,75 điểm, lần lượt là 24.680 và 48.400, tăng 2.100 và 6.000 em so với năm ngoái. Trong khi đó, số học sinh đạt 23 điểm trở lên, mức điểm của 10 trường top đầu năm ngoái giảm. Nhóm này có chừng 12.000 em, 12%, ít hơn 5.400. Do đó, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 đến 2 điểm. Sáng sớm ngày 3 tháng 7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng kinh doanh đồ chơi xe điện, xe đạp trên phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. May mắn những người bên trong ngôi nhà đều thoát nạn. Khoảng gần 4 giờ cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà cao tầng mặt phố Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là cửa hàng kinh doanh đồ chơi xe điện, xe đạp kết hợp làm nơi ở. Lúc này họ đã hô hoán cho mọi người biết và báo cho lực lượng chức năng. Một số người dân tới dập lửa nhưng bất thành vì bên dưới cửa cuốn đóng chặt. Không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen kịt bốc lên cuồn cuộn bao trùm ngôi nhà, khiến nhiều người ở xa cũng trông thấy. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa cứu nạn. Tại hiện trường, 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Cho đến khoảng 6 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã cứu được một người, cụ bà 92 tuổi trên tầng 2 và 3 người khác tự thoát ra ngoài. Được biết, ngôi nhà trên cao 4 tầng một tum, diện tích sàn khoảng 150m2. Tầng 1 là nơi kinh doanh, các tầng trên là nơi ở. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 3 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin chính thức về vụ việc xe bồn chở xăng dầu lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng va chạm với một phương tiện khác rồi bốc cháy dữ dội khiến giao thông ùn tắc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7, tại km 50+600 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, hướng Hải Phòng đi Hà Nội, đoạn gần cầu vượt Thống Nhất, địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô dạng xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 24H00262 với xe tải mang biển số 14C20085. Sau đó, xe bồn chở xăng bị cháy lớn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen bốc lên. Lửa cháy lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc, làm ùn tắc một chiều đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Lái xe bồn được xác định là anh Đào Phú Thắng, sinh năm 1983, ở thị trấn Tằng Lòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bị thương, được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, thì lái xe tải đã tử vong tại hiện trường. Được biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có mặt. Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân của vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mới được ban hành, UBND thành phố Hà Nội quyết định tăng số điểm bắn lên 30 thay vì 6 như kế hoạch vào hồi tháng 4. Điểm bắn quy mô nhất là sân vận động Mỹ Đình với 800 quả pháo, 24 dàn hỏa thuật, 4.480 ống hỏa thuật. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 với điểm nhấn là trận địa pháo tầm cao kết hợp tầm thấp tại sân vận động Mỹ Đình. 7 trận địa pháo hoa tầm cao với 600 quả pháo được đặt ở trước tòa soạn báo Hà Nội mới, quận Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông, Thanh Cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, khu đất dự án Hồ Điều Hòa, huyện Thanh Trì, trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh. Ngoài ra, thành phố tổ chức 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận huyện Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất.
lần gần nhất Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10 tháng 10 cách đây 10 năm, dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô. Năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng như thi ảnh nghệ thuật, sáng tác ca khúc về Hà Nội, hội sách, giải chạy, hội khỏe phù đồng. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Cùng với đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với đợt mưa lớn diễn ra từ chiều tối qua đến ngày 4 tháng 7 tại khu vực Bắc Bộ. Theo đó, hiện là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ trưởng, Chủ tịch, UBND các tỉnh, thành phố không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chỉ đạo cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt. Hiện các địa phương trên cả nước đã thực hiện luật căn cước mới. Người dân khi đi làm thẻ căn cước sẽ được cơ quan công an thu nhận sinh trắc mống mắt, giọng nói và ADN. Việc triển khai các quy trình này tại các địa điểm làm thủ tục cấp căn cước cho người dân đang được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ và thuận lợi. Quy trình thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước được thực hiện đối với tất cả công dân đủ 6 tuổi trở lên. Theo đó, với thiết bị chuyên dụng, quy trình này được thực hiện chỉ từ 3 đến 5 giây. Ngay từ đầu tôi đã được hướng dẫn rồi nên là tôi cảm thấy là mọi thứ đã diễn ra rất là tốt. Và từ cái việc mà thu nhận mống mắt thì các thiết bị cũng đã hoạt động ổn định và giúp người dân có thể nhanh chóng hoàn thiện các cái thủ tục. Chuẩn bị về hệ thống máy móc, trang thiết bị phương tiện, hệ thống đường truyền để đảm bảo và cũng như là bố trí tăng cường về nhân lực để chúng tôi tập trung tiếp nhận hướng dẫn công dân để thực hiện luật căn cước theo đúng quy định. Điểm mới của luật căn cước 2023 là mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước. Công dân từ dưới 14 tuổi, tùy theo nhu cầu, nguyện vọng sẽ được thu nhận thông tin làm thẻ căn cước. Đối với trẻ ở độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, việc làm thẻ căn cước có thể làm tại nhà qua cổng dịch vụ công và không phải đến cơ quan công an để thu nhận thông tin sinh trắc học. Với trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, quy trình thu thập làm thẻ căn cước sẽ đầy đủ các bước, bao gồm việc thu nhận sinh trắc học mống mắt, ảnh khuôn mặt và vân tay. Nó cũng rất là tiện lợi cho các bạn ấy, ví dụ như là gia đình nào mà có muốn tổ chức cho các con đi du lịch hay như nào đấy á, thì nó rất là tiện, không phải thủ tục lằng nhằng nhiều nữa. Chị thấy cái quy trình cấp thẻ thế nào ạ? Cũng rất là nhanh và các đồng chí rất là hỗ trợ cho các bé. Cũng từ ngày 1 tháng 7, thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói cũng sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp. Nhiều người đã rất háo hức khi thực hiện các quy trình này vào thẻ căn cước của mình. Tích hợp ADN với cả căn cước công dân này thì cũng giúp cho em là ví dụ như là phòng những cái trường hợp bất chắc, ví dụ như là hỏa hoạn hay là thiên tai, mình có thể xác minh danh tính qua cái căn cước công dân này thì nó có lợi cho tương lai về sau của mình hơn. Hiện nay theo chỉ đạo của Bộ Công an thì tất cả những trường hợp mà công an các địa phương cũng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các cái thông tin của liệt sĩ vô danh để chúng tôi tiến hành thu nhận toàn bộ dữ liệu ADN này. Trên cơ sở nguồn kho dữ liệu mà các đơn vị đã có sẵn thì chúng tôi sẽ tiến hành đối sánh toàn bộ để đảm bảo xác định chính xác các thông tin của liệt sĩ vô danh, giúp cho tất cả thân nhân có thể tìm lại được người thân của mình thông qua cái dữ liệu ADN này. Đây là một trong những nội dung tôi thấy rằng là rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Luật căn cước cũng quy định từ ngày 1 tháng 7 người dân có thể đăng ký thời gian, địa điểm để thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNEID. Hình thức này sẽ tăng tính chủ động và giảm thiểu thời gian chờ đợi của công dân. Hiện tại một số đơn vị thu nhận cũng đã bố trí cán bộ cảnh sát hướng dẫn người dân đăng ký qua hình thức này. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra đấu tranh, phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và các phụ kiện khác không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 27 đến 30 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Vinh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, triệt phá 3 cơ sở do 3 đối tượng điều hành, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, pot, các loại và các phụ kiện khác như tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Điển hình, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Vinh kiểm tra tại cửa hàng Kiwi Post System, địa chỉ phường Trường Thi, thành phố Vinh, do Trần T.A., sinh năm 2002 làm chủ. Quá trình kiểm tra, đội cảnh sát kinh tế phát hiện 5.255 sản phẩm là thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Còn trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 27 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố kiểm tra tại cửa hàng Coipot, địa chỉ phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An, của Phạm A.D., sinh năm 2004. Quá trình kiểm tra, phát hiện 1.100 sản phẩm là thuốc lá điện tử pot, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện các loại trên được mua trôi nổi ở trên mạng xã hội của một người không quen biết, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.